Một vụ ngộ độc thức ăn đã khiến 15 người trong cùng một gia đình ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh phải vào viện cấp cứu với triệu chứng đau bụng dữ dội, nôn mửa, tiêu chảy và sốt. Những biểu hiện này bắt đầu xuất hiện ngay sau khi cả gia đình cùng ăn phở ở Vũng Tàu rồi về thành phố Hồ Chí Minh. Theo lời kể các bệnh nhân, sáng 7 tháng 5, cả gia đình cùng ăn sáng tại một quán phở trên đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Vũng Tàu. Sau khi ăn xong khoảng 1 tiếng, vài người bắt đầu xuất hiện các triệu chứng đau bụng đi ngoài. Sau đó, cả gia đình cùng lên xe trở về thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, trên đường trở về, tất cả 15 người đều bị nôn mửa, có người sốt cao. Cả gia đình sau đó được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Tâm trí, quận 12. Cỡ 6 giờ là ghé ăn phở. Rồi bắt đầu 10 giờ lên xe về, là trên xe về là bắt đầu đau bụng luôn. Đau bụng xong rồi bắt đầu đi cầu, nó mất cầu, rồi bắt đầu về nhà, rồi bắt đầu nó phát lên là ói đi cầu rồi đau quặn lên vậy đó. Ăn phở là bị nhiều nhất, còn có 2-3 người không ăn là không có bị. Nó đau, đau quặn ở trên cái bụng em. Cái xong rồi đó, bị tiêu chảy á, xong rồi mới vào nhập viện. Cái xong rồi từng người trong gia đình, từng người nhập viện lên tới 10+ người. Những cái số bệnh nhân này đều có một triệu chứng rất là giống nhau, đó là ói mửa, đau quặn bụng và tiêu chảy rất là nhiều lần. Qua tiếp nhận bệnh nhân thì chúng tôi chẩn đoán ban đầu 15 bệnh nhân này là đều ngộ độc thực phẩm. Song song với việc điều trị cấp cứu bệnh nhân tại đây thì chúng tôi cũng đã thông báo kịp thời cho Trung tâm Y tế dự phòng của quận để có những cái biện pháp can thiệp tiếp theo. Cũng theo bác sĩ Phú, dù cả 15 bệnh nhân đều đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên vẫn còn triệu chứng đau bụng từng cơn. Vì vậy, vẫn cần phải theo dõi tiếp.